ngày kia Tân Châu như thế này, ngày kia chỗ anh Hậu thị xã Tân Châu An Giang này các bạn, này cũng con này cũng trưởng thành đầy đủ lông mã chứ đó, nhìn dáng khá đẹp, này màu chuối trắng, mình chích không có râu, này không có râu, chân vàng này. Nói về gà tre Tân Châu thì cũng khá nhiều người biết đến và nhiều người thích nuôi. Nuôi chỉ là nó có dáng dấp đẹp, có màu sắc đẹp, lộng lẫy. Ta thích nuôi để làm cảnh. Gà tre Tân Châu nhìn thấy đẹp thì thấy người ta thích nuôi chăm sóc. Anh em nào muốn tìm hiểu về gà hoặc là muốn mua gà các loại lớn nhỏ gì đó có thể liên hệ qua số Zalo của anh Hậu 0949994974 nhé. Không bằng xe như con đó. Nhát dạng con này dạng như con nhát lại gần lăn sang